Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang ở Sài Gòn Center. Thì đây là ở ngoài của Sài Gòn Center. Thì bây giờ tầm khoảng cỡ 8 giờ. Ở đây thì hiện tại xe cộ rất là đông. Thì hôm nay mình sẽ dạo một vòng để coi Sài Gòn Center trang trí cái dịp Noel như thế nào nhé. Rất mong được các bạn ủng hộ. Thì ở đây có rất là nhiều người Tây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vào một vòng ở ngoài cho các bạn xem. Tiếp theo thì mình sẽ vào bên trong xem bên trong có những gì ha. Các bạn xem clip nếu mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ấn theo dõi, ấn cái chuông bên cạnh nhé. Đây là chuẩn bị mình tiến vào trong các bạn. Đây là phòng các bạn xem. Vâng, mình nãy giờ thì đi tắt đường quá nên mình mới quay tiếp tục được các bạn. Mình đi mình đụng một tí xíu nên là mình phải đứng ở đây để mình quay lại. Đó, hiện tại thì mình đang ở cổng bên cạnh của Sài Gòn Center. Đó, mình sẽ tiến vào quay một vòng cho các bạn xem ha. Ở đây có Sài Gòn Center thì người ta trang trí rất đẹp. Có những cái nhà rồi những cây Noel rất là tuyệt vời. Nếu mà các bạn nào ở gần đây thì hãy đến đây chụp hình thì rất là đẹp. Mình thì cũng tới đây để chụp hình sống ảo thôi. Nếu mà nói về trong Sài Gòn á, thì ở đây là địa điểm chụp hình sống ảo là tuyệt vời nhất. Tại vì mình cũng có đi dạo nhiều chỗ rồi thì mình chỉ thấy cái chỗ này là đẹp nhất thôi. Nên là mọi người hãy dành ít thời gian tới đây để chụp hình ha. Đó. Đây là trong căn nhà rất là đẹp. Rồi mình sẽ giảm đi từ từ ha. Sài Gòn Center sắp tới Noel rồi các bạn, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ tiến vào trong nha. Vâng, thì bây giờ đã tới rồi các bạn. Bây giờ mình đang tiến hành vào trong nè. Rất là đông nha các bạn. Một gọi là một vùng trời luôn á. Hồi nãy thì cũng đông mà bây giờ thì đỡ hơn rồi. Rất là nhiều người tới đây để chụp hình. Mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Zoom lại xem cho kỹ ha. Làm cầu thang. Này thì nhỏ đi thôi chứ lớn đi thì nó cũng không có tốt, sợ nó gãy. Rồi bây giờ mình sẽ vào dạo một vòng ở dưới trệt các bạn xem ha. Anh này mình né qua. Rồi mình đi, mình sẽ lia máy quay thật chậm để cho các bạn tiện theo dõi ha. Trang trí rất là đẹp luôn. Gần tới Noel rồi, mọi người thì đến đây chụp hình sống ảo đi. Mình thì cũng vài tấm rồi. Con gấu rất là đẹp luôn. Đông quá nên mình đi nó hơi chật chật chứ nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Trong đây là cái căn nhà này nữa. Vào chụp hình thì bên trong nó cũng rất là đẹp. Để mình vào mình xem coi thử nó có đẹp không ha. Đó, rất là đông luôn. Đông quá nên mình quay lia qua thôi nha các bạn. Rất là đẹp. Thôi, mình quay một vòng thế này thôi. Tới đây thì clip của mình cũng khá là dài rồi. Nếu mà các bạn ủng hộ hãy đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình đi ở dăm nữa rồi mình kết thúc video nha các bạn.